Rồi 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 mấy đứa ổn định đi mấy đứa, đừng có chen lắng. Ngày hôm nay tụi mình được một người rất là thân thiết mời tới nhà chơi. Các bạn biết đó là ai không? Mà người đó không phải là thân thiết riêng một mình đâu, mà còn thân thiết với tất cả các bạn luôn á. Các bạn thử đấy xem đó là ai. Đó chính là bà ngoại Rennie thân yêu của chúng ta. Thì ngày hôm nay á, bà ngoại Rennie mời tụi mình tới nhà chơi. Đó, thì mình sẵn đây á, mình rủ tụi 500 anh em tới luôn. Đó, tìm 500 anh em đi cùng với mình để mình coi. Ô, xe tới rồi mọi người. Let's xe mọi người ơi, let's go. Đi đi đi, lên xe, move. Cuối cùng cũng lên được xe rồi các bạn ơi. Đây, mình đang ngồi ở đây nè. Đó, bây giờ là tụi mình sẽ đi tới nhà của bà ngoại Rennie chơi thôi các bạn ơi. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, bà ngoại Rennie này là bà ngoại Rennie rất là hiền, chứ không phải là bà ngoại Rennie mà các bạn đã từng biết đâu nha. Chứ nếu mà là bà ngoại Rennie mà các bạn từng biết á, thì làm sao mình dám tới đó. Ok, bà ngoại Rennie hiền lắm các bạn. Bà ngoại Rennie kêu tụi mình á là tới nhà chơi đi, bà sẽ làm bánh cho tụi mình ăn. Đó, cho nên là mình rủ nè Taco nè các bạn không? Đây Taco nó ngồi kìa, Hằng Hào nó ngồi trước mặt mình luôn kìa. À, tới nhà của bà ngoại Rennie rồi các bạn ơi. Yeah, đi vô nhà thôi. Ê, bà ngoại Rennie kìa. Các bạn thấy chưa, đây là bà ngoại Rennie mà mình nói với các bạn là một người rất là hiền và hả rất là yêu quý tụi mình luôn. Các bạn thấy nè, bà ngoại Rennie nhìn hiền ghê không? Mắt bà không hề màu đỏ, cho nên các bạn đừng có sợ nha. Đây, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là căn nhà của bà ngoại Rennie. Đó, một căn nhà nói chung là nhìn nói chung là khá là đẹp đúng không? Đó, khu vườn nè, đó, xung quanh đồ, cây cối đồ rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, bà đang nói là hả rất vui vì các cháu đã tới nhà của bà. Bây giờ thì mời các cháu vô nhà. Đó, bây giờ bà mời tụi mình vô nhà rồi các bạn. Đó, tụi mình vô nhà rồi nè. Wow, bây giờ bà kêu á là tất cả các cháu có thể gọi là hả đi lại trong nhà tự nhiên y như là ở nhà mình vậy đó. Ok. Ôi, Hào bị ôi, gì kìa? Trời ơi, mấy đứa này mới vô nhà của bà mà hả làm ngã ghế mà không dựng lên luôn. Mấy đứa này nó hư thiệt luôn các bạn ơi. Dựng ghế lên coi, làm hư ghế nè. Ủa mà hình như ghế này dựng lên không được các bạn ơi. Ok, bây giờ là mình kêu là hả lại coi tivi mấy đứa ơi. Có tivi kìa, ấy coi tivi đi. Ok, các bạn nhìn Taco nè, đó, đứng nhảy rồi nhìn nó đúng mắc cười luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi xung quanh nhà của bà để xem coi. Wow, phòng ngủ nè các bạn. Wow, bà có máy tính nè, hai màn hình máy tính luôn, một bàn phím một con chuột. À, chắc bà làm streamer các bạn ơi. Các bạn thấy không, bình thường streamer người ta có hai cái máy tính mà bà Rennie, à phải lộn, hai cái màn hình chứ, mà bà Rennie có hai cái màn hình luôn, ghê thiệt. Ok, quá dữ, chắc mình phải hạ gọi là hạ xin bà cái bộ máy tính này dễ về làm streamer quá. Ok, nói giỡn thôi chứ không dám xin đâu. Ok, để vô đây coi coi. Ê khoan, từ từ mấy đứa ơi, đi thôi anh, đến giờ ăn rồi. Đi ra đây ăn thôi, ra đây, đến giờ ăn rồi. Ok, let's go. Ủa cái thằng Taco đi cái tướng gì kỳ vậy? Ôi đến giờ ăn rồi, quên. Ôi bà ơi, đồ ăn đó bà ơi. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ ăn bánh cookie, bánh nướng các bạn à. Rồi, oh yeah, alright. Rồi đây bánh nướng nè, có đứa nào dám ăn không? Ok, có ai ăn bánh không? Ok, ok, bây giờ để hỏi tụi nó coi có nào ăn không. Ôi nó kêu là không ăn cookie đâu kìa, không ăn đâu. Rồi lại đây đi thôi anh. Thôi bây giờ chúng ta đi vô đây đi để tham quan tiếp nè. Ui thanh niên nào đây? Ui thanh niên này nhìn giống San quá các bạn. Ôi mời gầm, không phải. Ok, cái gì anh yêu hả? Ê lộn, anh ơi, trời bạn này nhắn tin lộn nè, anh yêu nó chứ sợ thiệt luôn á. Rồi ok, wow toilet nè, wow một cái bồn. Ê trời, thanh niên này chưa cái gì hết vô nhà của bà mà vô bồn cầu rồi là sao? Thôi ôi, để anh, cái gì cũng phải để anh. Rồi ok, đi toilet cái nè. Ui thanh niên này vô tắm luôn kìa. Oh my god, có chuyện gì xảy ra các bạn ơi? Hình như có chuyện gì xảy ra kìa. Khoan ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra. Ôi đâu có chuyện gì đâu, tụi nó đang chơi game kìa. Trời ơi, nó lên chơi game kìa các bạn. Oh my god, ủa nó ngủ luôn. Cái thằng Moon này nó chơi game sao nó ngủ luôn rồi các bạn ơi. Nó bị gì kìa. Ơi dậy đi em, trời vô nhà ta ngủ luôn là gì, sao kỳ vậy. Ôi chúng ta cần phải đi tìm cái đồ cứu thương kìa. Ôi chẳng thấy Hào tìm được rồi. Ủa ai bị thương vậy. À, thì ra đây cái bạn Moon này bị thương chứ không phải là hạ bạn đó bay ngủ đâu các bạn. Bạn đó bị gì á, ngắt xỉu. Nên đem đồ đi đến gọi là cứu bạn đó. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta, bà kêu bây giờ á là tụi mình hãy vô phòng ngủ đi. Ủa, mình kêu, bạn không phải các bạn gì kêu, really? Ready, ok, mọi người vô phòng ngủ mọi người ơi, nghe lời của bà đi, nhanh lên. Ok, sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi lên ngủ thế nào. Trời sáng hả ta, tỉnh dậy rồi nè, ủa còn đang tối mà sao tự nhiên, trời mấy đứa này anh đang ngủ kêu anh dậy làm gì vậy.
Mấy này thiệt tình luôn á, đang ngủ kêu dậy rồi anh Niên này. Rồi đứng dậy. What? Gì vậy? Bạn ơi, các bạn, oh my god, trời ơi, các bạn thấy hình như cái nhà vừa mới bị gì không? Rung lên luôn các bạn. Oh my god. Ok. Oh my god, wait, có chuyện gì xảy ra vậy? Hay là động đất? Chẳng lẽ nào động đất xảy ra ta? Oh my god. Wow. Bây giờ á là mình hỏi tụi nó kêu em không biết gì xảy ra hết á. Oh my god, bây giờ ui, rung lại một lần nữa, lại rung lên rồi các bạn ơi. Ui, cửa đóng rồi, bây giờ làm sao đây? Cửa đóng rồi, bây giờ làm sao tụi mình ra ngoài đây? Oh my god. Tụi nó kêu á là có cái tiếng âm thanh gì đó. Ok, mở cửa rồi chạy. Oh my god, bà Randy. Sao bà đổ lệ vậy? Oh my god. What? Các bạn nhìn mặt của bà Randy kìa. Mặt của bà đang gọi là mở mắt màu đỏ. Mắt màu đỏ các bạn, miệng thì mở ra. Oh my god. Wow. Các bạn nhìn kỹ nè. Cái ghế này đang bay lơ lửng nè các bạn. Cái ghế này đang bay lơ lửng nè các bạn ơi. Oh my god, cái ghế này cũng đang bay lơ lửng nè các bạn thấy không? Oh my god, các bạn nhìn nè. Oh wow. Cái chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này? Ui, bà Randy đang .. là tụi mình hỏi bà Randy có sao không? Bà Randy không trả lời các bạn ơi. Oh my god, đứng xa xa ra, người bao màu đỏ. Chẳng lẽ nào bà ngoại bị ma nhập rồi sao? Ok, đó tụi nó hỏi là bà ơi bà có ổn không? Are you okay? Nhưng mà bà không trả lời tụi mình. Oh my god, chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh my god. Ôi, bà đỏ lên đằng kia. Oh my god, bà đang đứng ở đây, bà biến lên đằng kia. Ôi, cái ghế bay lên lửng cho các bạn thấy không? Chạy đi mấy đứa, chạy đi. Oh my god, trời ơi, cái ghế bay lên lửng luôn các bạn ơi. Ghê thiệt luôn các bạn. Ok. Oh my god, núp vô. Ôi, đứng trên này nguy hiểm quá các bạn ơi, đứng trên này nguy hiểm quá. Không biết là bà có lên đây không nữa. Bà lên kìa, chạy. Oh my god, ôi, không phải. Cái đó là cái ánh sáng của bà phải. Oh my god, bà đứng trước mặt luôn. Vô toilet trốn, nhanh lên. Follow me, theo anh, vô toilet trốn. Ok, mình đã vô toilet rồi các bạn ơi. Yeah, ok, mình sẽ nhảy lên đây cho nó an toàn. Ok, yeah. Ủa, sao không nhảy được? What? Cái gì vậy? Không nhảy lên được bạn. Chui vô trong bồn tắm. Rồi núp ở trong đây chắc chắn sẽ an toàn. Oh my god. Bà Granny có thể teleport các bạn ơi. Bà có thể biến tới bất cứ chỗ nào mà bà muốn. Ôi kìa bà kìa. Ôi mấy đứa ơi. Ok. Oh my god, mấy đứa ơi, bình tĩnh đi mấy đứa ơi. Cẩn thận. Trốn hết đi. Đúng rồi, trốn vào cái tủ. Đúng rồi, lên cái tủ này. Nhảy lên. Ôi, bà vô kìa. Oh my god. Kìa. Ánh sáng màu đỏ các bạn thấy chưa? Oh my god. Wow. Ok. Đóng tất cả, bây giờ á là hãy đóng tất cả các cửa phòng lại để cho bà đừng có vô được. Oh my god, tại sao đưa bà vô đây? Trời ơi, né ra đi. Trời ơi, dụ bà ra chỗ khác đi. No, taco. Ok. Chắc thoát rồi, chắc tụi mình thoát được rồi các bạn ơi. Oh my god, không biết thoát được chưa nữa. Để coi thoát được chưa. Yeah, tụi mình thoát được rồi. Oh my god, cửa đóng lại được rồi các bạn ơi, tụi mình đã đóng cửa lại rồi. Ok. Milla vô hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, nhìn mà không thấy hai em. Bà Randy bị ma nhập. Trời ơi, bà đi bà bắt tụi mình đó. Bây giờ tụi mình phải cố gắng làm sao để đừng có bị bắt. Ok, nhưng mà bây giờ á là bây giờ chúng ta cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng mà thoát ra làm sao bây giờ? Bà Randy đang đứng ngoài cửa nè, bây giờ mà đứa nào đi ra ngoài cửa là bà bắt liền. Nguy hiểm quá. Hay là tụi mình đi cửa sổ. Ok, hay là tụi mình đi vô cửa sổ ta. Quay, cửa sổ này được á. Ok, bây giờ á chắc là tụi nó phải gọi là phá vỡ cái cửa này ra. Cửa sổ này bị kẹt rồi không có mở được các bạn ơi. Bây giờ chắc là tụi mình phải phá cửa ra các bạn ơi. Chúng ta cần phải có một kế hoạch. Đó, chúng ta cần phải lên một cái kế hoạch. Nhưng mà kế hoạch bây giờ là sao đây? Mấy đứa tập hợp lại đây lên kế hoạch nào. Ủa, mấy đứa này nó không chịu tập hợp lại làm lên kế hoạch các bạn ơi. Tụi nó cứ đứng ngay cửa sổ. Chắc là tụi nó đang cố gắng để cậy cái cửa sổ ra để chui ra ngoài các bạn. Ok, bây giờ á. Oh my god. Bây giờ làm sao đây? Rồi, nói chung là cái mục đích là mình phải trốn ra hay là mình trốn ở đây đi. Ô, cái gì? Cửa sổ bị vỡ rồi hả? Hay quá mấy đứa ơi. Hay quá. Yes. Mấy đứa hay lắm. Mấy đứa này nó gọi là nó phá cửa sổ ra rồi các bạn ơi. Oh my god. Wow. Ok, ra ngoài. Get out. Ra ngoài đi. Nhanh lên, hai đứa kia. Mấy đứa kia ra ngoài nhanh lên nào. Come on. Oh my god. Not so fast, kids. Ôi, bà kia. Bà nói tụi mình á là không có nhanh cỡ đó được đâu. Nói chung là tụi mình không có nhanh bằng bà được đâu. Wow. Thấy chưa? Thấy bà đang đứng chưa? Thôi, nó đứng trước mặt bà, nó nhảy luôn kìa. Mấy thằng này lì. Thôi, mình thấy mình sợ lắm rồi. Bà Randy bị ma nhập rồi. Mà lúc đầu mình thấy bà Randy hiền lắm mà. Bà còn làm bánh cho tụi mình ăn nè. Tuy là mình chưa dám ăn cái bánh này tại vì mình sợ cái bánh này có độc. Nhưng mà thật sự là bà rất hiền mà ta. Tự nhiên sao hả? Có độc là sao?
anh ơi, kết bạn với em đi, ok, em tên gì? À, rồi ok, kết bạn với em ngay. Nói chung là ai muốn kết bạn thì cứ lên tiếng cái là anh kết bạn liền. À, hoặc là kết bạn với anh. Oh my god, bà kêu là đến giờ ha, lên giường ngủ rồi. Oh my god, ôi tụi nó đứng tập trung nó kìa, thôi mình đứng trên đây mình ngủ cho chắc. Oh my god, mấy đứa ơi, oh my god, thôi lên giường ngủ cho chắc. Ôi nhưng mà bà đứng ở đó, bà leo vô cửa sổ sao được, giờ sao đây ta? Oh my god, oh, rồi xong, bà bắt tụi mình luôn rồi. Tụi mình đang ở đâu đây? Ôi trời ơi, bây giờ tụi mình đang ở đâu đây? Oh my god. Mình rời luôn, mình nhìn Taco xong mình mắc cười quá. Nhìn nó tiếu tiếu sao bạn? Ê, rồi ok. Rồi thôi bây giờ chúng ta mở cửa. Mở cửa ra cho con đi ba. Tại sao? Trời ơi, tới nhà chơi mà tự nhiên nhốt tụi con luôn là sao? Cửa này sao? Cửa này cũng không mở được đâu, bây giờ mới nhốt rồi các bạn ơi. Bây giờ á là cố gắng. Nói chung á là bà rất là hiền, nhưng mà do cái chuyện gì đó xảy ra nên là bà vậy á, chắc là bà bị ma nhập rồi. Oh my god. Bây giờ á là chúng ta phải từ từ bình tĩnh, đứng ở đây đi để xem coi tình huống nó xảy ra như thế nào. Rồi, thằng Trần Thái Hào nói là bây giờ chúng ta cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Cố lên nào, cố lên nào mấy đứa ơi, cố gắng thoát ra thôi chứ bây giờ biết sao làm. Oh my god, ok, let's go. Ôi đứa đứng đó. Ôi mở cửa kìa. Woo! Ok mở cửa rồi, đi ra. Ủa, chưa được các bạn. Come on, mở cửa rồi. Đi ra nào mấy đứa. Cửa mở rồi, đi ra, let's go. Ok, let's go. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tìm. Oh my god, cái này là cái mê cung hả? Đừng có đùa với nhau chứ. Ok, mê cung này các bạn ơi. Oh my god, khoan, đừng có đi đó, đừng có đúng đâu. Oh my god, từ. Oh my god, mê cung. Ủa? Mê cung ở đâu vậy? Đường nào đây? Come on. Ui, đường này đường cùng rồi, không đúng. Theo anh. Let's go, đi theo anh. Oh my god. Come on. Đi nào. Oh my god, hồi nãy tụi nó đi đường này đúng không? Đi thôi anh, let's go. Wow, Trần Thái Hào đã tìm được đường thoát rồi. Wow, đường nào vậy? Ok, đường đó hả? Phải không? Yeah, tìm được đường thoát rồi các bạn ơi. Oh yeah, tuyệt vời không mặt trời. Wow, ủa, nó thoát đâu? Tụi mình vẫn bị nhốt mà. Hay là tìm được cái chỗ này? Chắc là như vậy các bạn ơi. À đúng rồi, nó tìm được đến cái chỗ này nè. Đúng rồi, hay quá. Bây giờ làm sao để thoát ở chỗ này đây? Come on, mở cửa ra. Bây giờ là cái này y như là một cái tầng hầm các bạn ơi. Ok, nhìn lên. Ok, oh my god, cái gì đây? Chạy. Oh my god, mở cửa, chạy. Oh my god, trời, tụi mình phải vượt qua những cái bắt con cua này nữa rồi. No, bắt con cua là điểm yếu của mình. Ôi trời ơi. Oh my god, nó nằm luôn kìa. Tại sao lại té vậy? Ôi trời, cẩn thận. Ơi, đừng có đẩy. Oh my god, nó đẩy nhau các bạn ơi, nguy hiểm quá. Ôi, đừng có đẩy. Ôi, cái này là đẩy nhau đấy. Nguy hiểm ấy. Ok, mấy đứa ơi, bình tĩnh. Đừng có đẩy nhau. Đẩy nhau rất là nguy hiểm. Oh yeah, qua được rồi. Cố lên mấy đứa ơi, cố lên. Cố lên nào mấy đứa. Đúng rồi, qua đi mấy em. Cố lên, thời gian nó đang đếm ngược. Oh my god, một đứa rớt rồi. No, cố lên em ơi. Cố lên. Hay quá. Yes. Yeah, vậy là bây giờ chỉ còn Taco, Hào và một bạn này hình như mình không biết. Oh my god, làm ơn cho tôi qua đi. Oh my god, bây giờ là còn ai nữa ta? Ôi con, đúng rồi, còn bạn Moon mà bạn Moon kia fail mất tiêu rồi. Ôi, các bạn nhìn kìa, biến mất hết luôn rồi các bạn ơi, ghê chưa? Oh my god, qua nào, come on. Ủa, sao Taco nó qua được rồi kìa? What? Sao mình có qua được đâu? Oh my god, wait. Sao nó qua được rồi? Rồi, oh no, bây giờ là phải đợi thôi. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Nhanh lên nào, đúng rồi, nhanh lên. Ok, quay, từ. Cái chỗ này là chỗ nào mình không biết, cẩn thận, kẻo rớt. Ok, rồi. Ôi, ra ngoài có nguy hiểm không? Ok, ra ngoài. Oh my god, chúng ta lại trong mê cung nữa à. Ui, cái này là cái gì đây? Quay, cái này cái gì đây? Ui, cái này giống bắt con cua nữa các bạn ơi, nhưng mà mình không biết đường. Oh my god, cái này sao đây? Cái này ngu người rồi. Uầy, cái này giờ sao đây? Uầy, cái này giờ sao leo lên đây? À, đây, có chỗ nè. Có chỗ. Ui, nước nó dâng lên các bạn ơi. Nước nó đang dâng lên. Nhảy không kịp, nguy hiểm. Ui. Uầy, cố lên nào. Cố lên. Ui. Cái này nó càng lúc càng tối, mình không có thấy đường các bạn à. Come on. Cố lên. Ui, tối mà. Oh, what? What, sao mình rớt rồi? No, từ. Bình tĩnh. Oh my god. Ok, mình đang mắc máu. Tại vì mình đang bị ngập nước. Ây da, cái này nó nhảy liên tục. À, bị gì vậy trời?
Cái này nó bị nhảy liên tục rồi các bạn ơi. Cái này nó bị ấy, nó bị nhảy hai nhịp các bạn ơi. Ok. 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 Oh my god.